Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. Trong những chương gần đây thì chúng ta được tác giả tiết lộ rất nhiều bí mật liên quan đến vương quốc cổ đại có liên quan đến công nghệ trên hòn đảo SS của tiến sĩ Vegapunk. Gần đây thì nhóm thám hiểm gồm Ruffy, Bonney, Chopper và Jinbe tiếp tục khám phá hòn đảo kỳ lạ này. Họ đã đến một bãi phế liệu khổng lồ thuộc tầng chế tạo và khu này chứa rất nhiều rác thải công nghệ. Trong căn phòng phế liệu có rất nhiều di vật hoặc đồ vật đều là tác phẩm sáng tạo thất bại của Vegapunk. Nhưng điều ngạc nhiên đó chính là họ đã tìm thấy một robot khổng lồ nằm bất động trong một góc. Mọi người vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy một con robot khổng lồ thực sự được làm bằng thép. Tuy nhiên, con robot hiện đại này trông lại khá cũ kỹ và lâu đời. Và dựa trên những thông tin trong chap 1066 thì Vegapunk tiết lộ rằng có một số máy móc được khai quật có niên đại trùng với thời gian mà vương quốc cổ đại tồn tại. Vì vậy Shaka cũng giải thích với Franky rằng những công nghệ hiện đại trên đảo SS đều là những công nghệ của vương quốc cổ đại. Và robot này cũng có thể là một di vật được sử dụng ở thời vương quốc cổ đại. Điều này có thể giải thích tại sao robot rỉ sét và nó trông rất cổ xưa. Hình dáng người máy mà Ruffy tìm thấy ở bãi rác của Vegapunk trông rất đáng sợ, với cặp sừng trên đầu. Kích thước khổng lồ của robot tạo ấn tượng rằng robot thực sự rất mạnh và khó bị đánh bại. Tuy nhiên, mình lại thấy hình dạng cơ thể của robot khổng lồ rất giống với người khổng lồ Oa. Oa là một trong những người khổng lồ có kích thước cơ thể lớn nhất so với những người khổng lồ khác. Chính vì kích thước khổng lồ của mình mà sau này anh ta có biệt danh là người vận chuyển lục địa. Oa là một trong những bộ tộc của những người khổng lồ cổ đại. Đó là lý do tại sao họ lớn hơn rất nhiều so với những người khổng lồ từ đảo Elbaf. Tuy nhiên, có thể là Oa cũng từng đóng một vai trò quan trọng trong quá khứ. Và đây là lý do tại sao vương quốc cổ đại sau đó tạo ra một con robot trông giống như War, bởi vì họ hy vọng rằng những con robot đó có thể trở thành người bảo vệ vương quốc. Nếu điều này là sự thật, tất nhiên sẽ rất thú vị khi khám phá thêm về mối liên hệ giữa vương quốc cổ đại và War. Giả sử rằng robot là một sự sáng tạo từ quá khứ sử dụng công nghệ của vương quốc cổ đại và có khả năng robot đã từng chiến đấu chống lại 20 vương quốc năm xưa. Hiện tại thực sự chúng ta vẫn chưa biết làm thế nào mà một vương quốc có công nghệ cao và hiện đại lại có thể thua cuộc trước các cuộc tấn công của 20 vương quốc khác. Tuy nhiên, điều chắc chắn là người máy khổng lồ cũng có thể tham gia vào trận chiến kinh thiên động địa. Cuối cùng, chính phủ đã tìm ra cách đánh bại những robot đó và phá hủy vương quốc cổ đại. Bây giờ thì những con robot cuối cùng đã được giao cho Vegapunk nghiên cứu để phục chế công nghệ mới phục vụ chính phủ. Tuy nhiên, có vẻ như Vegapunk vẫn chưa hoàn thiện được công nghệ chế tạo robot cổ đại này. Gần như công trình robot đã thất bại khi bị ném vào bãi phế liệu. Nhưng bản thể gốc của Vegapunk vẫn đang cố gắng nghiên cứu robot và ông thừa nhận rằng ông đang chờ đợi Ruffy, con trai của Dragon. Mình chợt nghĩ ra giả thuyết rằng sức mạnh từ trái ác quỷ Nika của Monkey D. Ruffy có thể sẽ là cách để Vegapunk hồi sinh lại những người máy cổ đại khổng lồ. Nếu vậy thì Ruffy và những người khác sẽ hồi sinh người máy này như thế nào? Đầu tiên, chúng ta nên nhớ rằng trước đó Punk 02 giải thích rằng tất cả những thiết bị trên hòn đảo này đều hoạt động nhờ vào nhiệt năng, nhưng vì vậy ngốn nhiên liệu kinh khủng. Vì vậy Vegapunk muốn tìm ra nguồn nhiên liệu thay thế, ông ta muốn chế tạo ra mặt trời riêng của mình để tạo ra ngọn lửa vĩnh cửu. Có như vậy thì mới có thể vận hành được toàn bộ các thiết bị công nghệ hiện đại. Và nói đến mặt trời thì không có gì khác ngoài sức mạnh của thần mặt trời Nika. Như chúng ta biết thì Gear 5 Ruffy có sức mạnh lửa khủng khiếp. Ngoài ra, Nika cũng là một hình tượng thần mặt trời, nghĩa là Ruffy có những thứ mà Vegapunk cần. Dựa vào đó, bằng cách sử dụng sức mạnh của thần Nika, Ruffy có thể hồi sinh người máy cổ đại. Sử dụng ngọn lửa vĩnh cửu của Nika làm nguồn năng lượng để hồi sinh người máy cổ đại cũng có vẻ khá hợp lý, bởi vì có một số ví dụ khác tương tự. Ví dụ, Franky và tàu Thousand Sunny cần cola để làm nguồn năng lượng, hoặc con tàu của Enel sử dụng điện để làm hoạt động. Có nghĩa là không phải là không thể nếu sau đó sức mạnh từ trái ác quỷ của Nika sẽ là nguồn sức mạnh để hồi sinh người máy cổ đại, phù hợp với những gì Vegapunk muốn. Ngoài ra còn một cách khác, đó chính là sử dụng sức mạnh của ngọn lửa vĩnh cửu từ trái ác quỷ Nika cũng có những cách khác có thể giúp người máy cổ đại hồi sinh. Và phương pháp khác này vẫn cần đến sức mạnh từ trái ác quỷ của Ruffy. Mình tin rằng sức mạnh tưởng tượng của trái ác quỷ cũng có thể là một cách khác để hồi sinh người máy. Theo lời giải thích trong truyện, trái ác quỷ của Nika là trái ác quỷ độc nhất vô nhị. Nika là một người luôn mang lại hạnh phúc, tiếng cười và niềm vui dù bất cứ đâu. Và đây cũng là những gì Ruffy cảm thấy từ khi sử dụng Gear 5. Đặc biệt, trái Nika có khả năng giúp cho người sử dụng biến những gì tưởng tượng thành sự thật. Ruffy càng tự do và giàu trí tưởng tượng thì sức mạnh của cậu ấy sẽ càng mạnh mẽ hơn. Và chúng ta có thể thấy điều này trong cuộc chiến chống lại Kaido. Sức mạnh của trí tưởng tượng cũng có thể là một cách khác để hồi sinh robot. Đây chắc chắn sẽ là một minh chứng khác cho sức mạnh khủng khiếp của trái ác quỷ Nika ngoài những gì chúng ta thấy trước đây. Ví dụ, trong trí tưởng tượng của Ruffy, người máy cổ đại có thể đi lại và hoạt động bình thường. Miễn là Ruffy sử dụng Gear 5, thì trong thời gian đó robot cổ đại sẽ hoạt động. Sức mạnh tưởng tượng này là một trong những điểm mạnh khác của trái ác quỷ Nika. Có thể nhiều người thắc mắc tại sao Ruffy sẽ cần hồi sinh một người máy cổ đại. Mình nghĩ rằng đây chính là một phần công nghệ mà sẽ giúp băng mũ rơm và lực lượng quân cách mạng sử dụng robot khổng lồ để chống lại Imusama và chính phủ. Imusama là nhân vật quyền lực nhất trong thế giới One Piece. Điều này được thể hiện rõ ràng từ vị trí hiện tại của anh ta, ngồi lên ngai vàng vô chủ và trở thành người thống trị thế giới. Ngay cả ngũ lão tinh cũng phải quỳ gối. Ruffy có thể có sức mạnh đáng gờm, có thể đánh bại Kaido cũng như Imusama nhờ vào việc thức tỉnh trái ác quỷ Nika. Tuy nhiên, chính phủ lại là một thế lực cực kỳ lớn, không chỉ một mình Ruffy là có thể đánh bại tất cả. Cậu ta cần thêm sức mạnh. Ngoài băng mũ rơm, đại hạm đội mũ rơm và có thể là cả đồng minh của mình, Ruffy bây giờ có thể sẽ được hỗ trợ bởi một lực lượng robot cổ đại khổng lồ do Vegapunk phục chế lại để chống lại chính phủ. Nhất là khi Vegapunk bây giờ đã chính thức bị rơi vào tầm ngắm của chính phủ
khi mà CBO đã được lệnh đi loại bỏ tất cả bản thể của tiến sĩ. Mình cực kỳ mong chờ xem Frankie và Vegapunk sẽ làm những gì để làm robot cổ đại sống lại. Ngoài việc có thể sử dụng Rufy để tiêu diệt Imusama, cậu ta cũng có thể sử dụng nó theo những cách khác. Cũng giống như Kuma, người có thể lưu trữ nhiều dữ liệu khác nhau từ những gì anh ta trải qua, có lẽ người máy cổ đại này cũng đang lưu trữ dữ liệu từ những gì trong quá khứ. Sẽ rất thú vị khi xem Frankie và Vegapunk sẽ làm gì với con robot cổ đại để khiến nó sống lại. Trên đây là những phân tích của mình về việc Rufy sẽ là nhân tố quyết định trong kế hoạch hồi sinh công nghệ cổ đại của Vegapunk phục vụ cho trận chiến cuối cùng chống lại chính phủ. Bạn có nghĩ như vậy không? Thế để lại ý kiến và bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.